Quý vị và xin chào cả nhà, và khách mời của Gõ Cửa Nhà Táo kỳ này là vợ chồng nhà Ngọc và Hạnh. Hai nhân vật đã trải qua rất nhiều sóng gió trong phim Cây Táo Nở Hoa. Anh Ngọc, chị Hạnh thì qua diễn xuất đỉnh cao của diễn viên Thái Hòa và Hồng Ánh. Mỗi người thì đều có một niềm vui riêng, nỗi đau riêng, và không ai giống ai và cũng chẳng có ai hoàn hảo trong phim cả. Dẫu vậy thì Hạnh và Ngọc đã đưa khán giả đi qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau và lắng đọng câu chuyện tình thân, tình nghĩa vợ chồng. Đây cũng là hai diễn viên được fan yêu thương, gọi là linh hồn của bộ phim, bởi sự hóa thân tài tình và xúc động. Và bây giờ thì chúng ta xin được chào đón sự xuất hiện của diễn viên Thái Hòa trong vai Ngọc và diễn viên Hồng Ánh trong vai Hạnh. Xin mời ạ. Em là gặp lại khán giả lần thứ hai rồi, còn anh á, anh mới xuất hiện nên anh chào trước đi. Khi nói mình chào thì mình chào đi, cứ cãi hoài. Hồng Ánh xin chào tất cả quý vị khán giả, những khán giả rất là yêu thương bộ phim Cây Táo Nở Hoa. Thái Hòa xin chào quý vị khán giả, những khán giả đã rất là yêu thương bộ phim Cây Táo Nở Hoa. Đấy, các bạn thấy ông hai vợ chồng ở ngoài đời rất là đáng yêu đấy các bạn ạ. Và bây giờ thì mở đầu chương trình thì sẽ là phần giao lưu với các bạn khán giả. Đặc biệt là kỳ này thì Tun sẽ không đọc câu hỏi mà sẽ nối máy để các bạn khán giả có thể giao lưu trực tiếp với anh Ngọc và chị Hạnh. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bạn khán giả đầu tiên. Chào bạn xinh đẹp, bạn có thể giới thiệu qua về bản thân của mình. Dạ, em trước tiên thì em xin chào anh Thái Hòa, anh chào chị Hồng Ánh ạ. Em chào Trương Phạm ạ. Em tên là Thùy Vân ạ. Em là một khán giả coi rất là kỹ cái bộ phim này ạ. Và trước khi đặt câu hỏi giao lưu cùng các khách mời thì bạn có thể chia sẻ ngắn gọn cái điều mà bạn thích nhất ở bộ phim Cây Táo Nở Hoa là gì không? Điều em tâm đắc nhất đối với bộ phim này là bộ phim đem lại cho em rất là nhiều cảm xúc. Em nhìn thấy ba mẹ em trong đó và có chính bản thân mình ở trong đó. Những cái cảnh diễn của các diễn viên thì diễn rất là thật. Em dễ bị cuốn theo, dễ bị xúc động. Và đặc biệt là em rất là thích những cái cảnh chung của anh chị. Em thấy là những cái cảnh như là bắn tim hoặc là cảnh hôn, cảnh chia tay trong mưa rất là hay, rất là nghệ thuật. Có một điều mà em cũng rất là thương nhân vật của anh chị nhưng mà sót thì nhiều hơn. Chị Hạnh nó khóc quá nhiều, chị Hạnh đau khổ quá. Em đếm 64 tập thì chị Hạnh có tới 61 cảnh khóc lận. Ôi dồi ôi. Dạ, anh Hoài thì cũng mấy chục cảnh như vậy á. Chắc chắn là một fan cứng của Cây Táo Nở Hoa rồi. Và bây giờ thì xin mời bạn đặt câu hỏi dành cho hai diễn viên của chúng ta nhé. Em cũng giống như những cái khán giả khác thì em rất là thích những cái cảnh đời thường của anh chị á. Ví dụ như là cảnh kỷ niệm ngày cưới hoặc là cảnh cắt móng tay á. Em cực kỳ thích cảnh cắt móng tay luôn. Được mình cắt móng tay sướng thiệt. Đôi bàn tay này á, là đôi bàn tay làm việc vất vả cực khổ suốt bao nhiêu năm để lo cho cả nhà. Thì anh chị có thể chia sẻ về hậu trường cũng như là cảm nhận của anh chị. Với lại là anh chị thấy những cái cảnh mà hạnh phúc như vậy thì nó dễ hơn hay là những cảnh mà khóc lóc tâm lý nữa sẽ dễ hơn ạ? Chị thì bao giờ với chị cũng là những cái cảnh vui và hạnh phúc nó dễ hơn. Tại vì anh Hòa thì ảnh vui lắm, nhìn ảnh lúc nào ở ngoài đời cũng rất là vui, rất là hạnh phúc. Mà mỗi lần vô những cái cảnh khóc chính ra nó mới là mệt á. Thật sự ra là diễn với anh Hòa rất là ăn ý. Chị không có cảm giác giống như là mình diễn đâu. Chỉ cần hai anh em tập thoại thật là kỹ, thuộc thoại và vào trong bối cảnh là giống như cái nhân vật nó ở sẵn trong mình rồi. Mình nhìn ổng là mình đã thấy thương đứt ruột luôn rồi đó. Thương đứt ruột luôn rồi đó. Thương đứt ruột luôn rồi đó. Em không biết anh Hoàng sao nha. Cảnh khóc hay là cảnh vui, hạnh phúc cái gì, nó cái khó không phải nằm ở đó. Nó nằm ở cái chỗ là nếu mà cảnh nào mình nắm được cái tâm lý nó chặt và mình có đầy đủ bên trong thì cảnh nào nó cũng dễ chứ. Còn mà không có đầy đủ bên trong hoặc là cảnh đó mình còn đắn đo, mình còn lo lắng, mình còn suy nghĩ, mình còn nhiều câu trả lời chưa trả lời được thì một cái cảnh mà mình đi bộ, đi ngang qua màn hình thôi nó cũng trở thành khó khăn đó với mình. Một phần là khi mà diễn với Hồng Ánh thì mọi thứ nó cũng trơn tru dễ dàng lắm, vì hai người có thời gian gắn kết rất là lâu ở trên phim trường rồi nó dễ dàng hơn. Anh chị có thể chia sẻ giúp em về cái cảnh cắt móng tay về hậu trường có vui như vậy không? Cắt có gì đâu vui ta. Có, hôm bữa đó là
là đã dặn là ảnh phải để dài cái móng tay đi, đừng có cắt trước, để tới cái cảnh đó là cái móng tay nó dài khoảng rồi mình sẽ cắt. Chắc là ở cảnh đó anh, trước cảnh đó anh vô tình anh cắt hay sao đó, rồi thì cái cảnh đó là cái móng tay anh nó đã đẹp rồi, nó đã sạch rồi, rồi mà quay thì đòi hỏi là cái bà Hạnh cứ kê kèm vô cắt, mà bà cứ cắt riết đó rồi nó lẹm đâu tuốt vô trong đó, nó lòi cục thịt ra rồi mà cũng còn đè nó cắt gì đó, quay hoài nó chưa xong. Thì anh phải dặn là em ơi em cắt rồi Hồng Ánh thì em thấy cái mặt vậy đó, nhưng mà thật ra không có thấy đường đâu vì cận rất là nặng. Hôm nay có đeo contact lens không, có đeo kính cận không? Em không đeo là em không có thấy đường, mà lúc quay thì đâu có được đeo em đó, nên anh phải dặn kỹ lắm là đừng có cắt vô móng tay anh. Mà hình như cũng có lẹm lẹm vô chút đúng không, nhưng mà không sao, da non da da già nó chết thì cũng không sao. Đó cũng là một trong những cái cảnh phim chị rất là thích, tại vì mình cứ nhớ lại cái số phận của nhân vật, rồi cả những giống như mình tưởng tượng cả cái lúc mà mình mới vừa quen ảnh á, mình yêu nhất cái đôi bàn tay của ảnh, rồi tại sao nó lúc nào nó cũng đen như vậy và không được chà trắng được, là mình hiểu được cái lý do vì sao á. Thành ra là nắm cái bàn tay lên là mình đã có đầy cái cảm xúc rồi. Ganh tị với ổng lắm. Cái bàn tay của anh Hòa rất là đẹp, ảnh giống như là công tử bột ấy, không có giống như nhân vật đâu. Hóa trang phải làm cho nó đen và phải bôi cho nó dơ vô đó, thấy chưa? Mình đưa tay lên để so coi cái tay mình trắng, thấy chưa? Khi mà nói cái câu thoại mà đôi bàn tay này là vất vả lao động vì làm việc cho các em á, trời chị mắc cười lắm, chị mắc cười ở trong bụng á, chị thấy là mình phải tưởng tượng ra cái đôi bàn tay này nó xấu xí và nó lem luốc á. Tay này là đúng tay lao động nè. Em hỏi thêm một câu anh với anh chị nữa nha. Dạ anh chị diễn chung với chị Mỹ Duyên á, thì chị Ánh với chị Mỹ Duyên là diễn chung ngày xưa nè, rất là nhiều luôn. Rồi anh Hòa với chị Mỹ Duyên thì diễn vợ chồng với nhau rồi, bây giờ lại đưa vô một cái mối quan hệ rất là lạ là mẹ chồng với lại mẹ con á, thì anh chị có thấy ngộ ngộ không? Anh chị có thấy nó bất ngờ gì đối với anh chị không? Cá nhân anh thì anh cũng không thấy gì bất ngờ em ơi. Bởi vì trước đây á, trước khi mà anh được đóng với chị Mỹ Duyên là vợ chồng thì hồi xưa anh đóng quần chúng với chị Mỹ Duyên rồi. Chị Mỹ Duyên đóng vai chính, anh đóng quần chúng rồi anh nhắc tuồng với chị Mỹ Duyên rồi. Xong rồi sau này thì bắt đầu là đóng vợ chồng rồi, nên giờ nhảy qua đóng mẹ con anh cũng không sốc lắm. Nhưng mà lúc đầu khi mà anh nghe nói chị Mỹ Duyên đóng vai mẹ anh thì anh cũng hơi lo thôi. Chị Mỹ Duyên lớn hơn mình có 1-2 tuổi mà đóng vai mẹ mình thấy cũng hơi căng căng, nói sao mình làm cái mặt mình căng ra được, trẻ là được, nhưng mà cũng không sao vì thật ra thì cái vai ông Ngọc ổng khắc khổ nè, còn bà kia thì tối ngày chân diện. Ngọc ơi, Ngọc ơi, Ngọc, con trai tôi, con trai của tôi đâu? Ngọc ơi, con có đau ở đâu không? Đau nhiều lắm không hả? Tội nghiệp con trai của mẹ. Con à, với chị á, thì làm việc với chị Mỹ Duyên thì vui lắm. Ngày xưa á, là anh có 8 năm là diễn chung sân khấu Edicap với chị Mỹ Duyên. Lúc đó em nhớ cái một trong những vở kịch thiếu nhi lần đầu tiên mà em về sân khấu Edicap đó là vở Nàng Tiên Cá. Em đóng phù thủy Bạch Tuộc, còn chị Mỹ Duyên đóng công chúa. Và có một cái cảnh là em đòi lấy tiếng hát của nàng tiên cá Mê Ly. Xong cái bây giờ mười mấy năm sau gặp lại vô cái vai này em đòi lấy gan của bả. Hôm bữa quay cảnh đó em nghĩ thôi em mắc cười quá trời luôn. Mẹ ơi, mẹ có thật là mẹ sẽ cho gan cho anh Ngọc không? Trời, con trai của mẹ đang bệnh sắp chết đến nơi, làm mẹ làm sao mà không cứu được chứ hả? Cái cảnh đó thì đứng năn nỉ rồi bả thì khóc lóc, bả kể lại cái thân phận của mình như thế nào, mà em cứ nghĩ trong bụng em nhìn bả em cứ cười hoài. Dạ em cảm ơn anh chị rất là nhiều, những cái chia sẻ của anh chị rất là thú vị ạ. Dạ em cũng xin phép nhường thời gian cho những bạn khác ạ. Dạ em cảm ơn anh chị ạ. Dạ cảm ơn em. Dạ em chào anh chị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bạn khán giả số 2.
Trước tiên là bạn có thể giới thiệu qua về tên của mình và chia sẻ một chút về cái cảm nhận hay là mình có cái kỷ niệm gì đó đáng nhớ khi mà mình xem phim Cây Táo Nở Hoa không? Nào mời bạn chia sẻ. Em tên là Thuần á. Thì em có cái kỷ niệm xem phim của Cây Táo Nở Hoa là em cùng bà xem phim và hai bà cháu cùng bàn luận về phim này, nhưng mà bây giờ bà ấy mất rồi á, thành cho nên là hy vọng là bà sẽ vui khi em tiếp tục theo dõi phần còn lại của bộ phim á. Cảm ơn bạn đã vào đây làm khách mời tập số 2 của bọn mình nhá. Và bây giờ thì xin mời bạn đặt câu hỏi cho diễn viên Hồng Ánh và Thái Hoa. Xin mời bạn. Điều đầu tiên á, là em muốn hỏi chị Hồng Ánh á, là nguồn cảm hứng nào khiến cho chị Hồng Ánh trở thành nhân vật chị Hạnh trong phim Cây Táo Nở Hoa ạ? Thực sự là chị có cảm xúc rất là nhiều với cái nhân vật Hạnh này, bởi vì chị thấy mẹ chị cũng y chang vậy đó. Mẹ chị có một phần nào đó cái giống như ông Ngọc trong phim, và lại có giống như chị Hạnh nữa. Mẹ chị cũng là chị cả trong gia đình, có rất là nhiều anh chị em, rồi mẹ cũng là một cái người quán xuyến và bảo bọc từ các em cho tới cháu luôn. Và mình ở trong gia đình thì mình lại thấy mình giống Phúc ở những cái giai đoạn mà cái tuổi trưởng thành dậy thì nữa. Thành ra cái bộ phim Cây Táo Nở Hoa là một cái bộ phim câu chuyện về gia đình mà nó rất là giống những cái kiểu gia đình của Việt Nam mà sống nhiều thế hệ trong một nhà. Nó trải qua đầy đủ những cái cung bậc hỉ nộ ái ố mà mình đã từng làm một thành viên trong gia đình, mà mình cảm nhận điều đó rất là rõ. Và câu thứ hai hỏi anh Thái Hòa là anh Thái Hòa từng nói rằng là những phân đoạn của anh trong phim Cây Táo Nở Hoa bằng với số phân đoạn của 8-9 phim điện ảnh là như thế nào, thì không biết là anh có thể giải thích rõ không ạ? Giống như là khi mà em đóng cái bộ phim điện ảnh đó, thì cái nhân vật chính đó, cỡ 100 phân đoạn là nhiều lắm rồi. Thì ở trong cái phim Cây Táo Nở Hoa này là anh có 780 mấy phân đoạn đó, thì là anh cứ tính ra là nó cỡ 8-9 phim điện ảnh là vậy đó. Vì nó đến 700 mấy phân đoạn nên nó đảo tới đảo lui rất là nhiều. Thí dụ như có thể là hôm nay em quay cái cảnh này là cảnh của những tập đầu, nhưng mà có thể là ngày hôm sau em phải quay đến những cảnh của tập sau, cái giai đoạn nó dài á, thì cái đó mới là cái khó khăn. Còn cái chuyện mà nhiều phân đoạn thì nó cũng đến nổi. Rồi, cảm ơn bạn nhá. Cảm ơn bạn đã đến đây giao lưu với hai diễn viên của chúng tôi. Các bạn hãy cho Tun và các anh chị diễn viên biết tên của bạn nào. Xin chào mọi người, em là Ngọc Tâm. Thì em là một fan rất là trung thành của bộ phim Cây Táo Nở Hoa luôn á mọi người. Đến hiện tại thì tính ra hàng ngày nào em cũng xem Cây Táo Nở Hoa luôn. Đó là lần đầu tiên mà em coi một bộ phim mà chăm chú nhiều đến vậy. Ngay từ tập đầu tiên luôn, em rất là ấn tượng với anh Thái Hòa và chị Hồng Ánh. Tại vì em không hiểu tại sao hai người có thể kết hợp một cách nhuần nhuyễn như vậy luôn á. Và tụi em thường nói với nhau á là anh Thái Hòa và chị Hồng Ánh chính là linh hồn của Cây Táo Nở Hoa. Và bây giờ xin mời Tâm hãy đặt câu hỏi dành cho hai diễn viên của chúng ta nhé. Câu hỏi thứ nhất thì em xin dành cho chị Hồng Ánh, đó chính là vai diễn Hồng Ánh ở Cây Táo Nở Hoa thì là một vai diễn cực kỳ khó và nó đột phá hơn so với bạn hàng rất là nhiều. Và em thắc mắc là không biết nước mắt ở đâu mà chị có thể dành cho vai diễn này nhiều đến vậy. Cảm ơn bạn đã có những cái nhận xét rất là yêu thương dành cho bộ phim Cây Táo Nở Hoa và những cái nhân vật trong bộ phim. Ánh thì có lẽ là Ánh cũng không biết cái bản hàng như thế nào, tại vì nói thật là mình không có xem hết cái phiên bản gốc. Đột phá thì mình cũng không biết, cái đó là do cái cảm nhận của khán giả. Nhưng mà đây là một cái dự án phim truyền hình dài nhất của mình, với cái số lượng phân đoạn mà mình quay nhiều nhất. Nhưng mà anh thấy là khi mà mình hiểu nhân vật rồi á, mình có được những cái cảm xúc thật sự rồi, thì mọi thứ nó diễn ra cũng rất là tự nhiên và rất là trơn tru thôi. Cộng với mình có một cái sự chuẩn bị của ekip sản xuất, cái sự hỗ trợ của các bạn diễn, và đặc biệt là anh Thái Hòa là cái người bạn diễn gần với Hồng Ánh nhiều nhất, thì mọi thứ nó khi mà ra phim trường thì gần như là nhân vật nó có sẵn trong mình rồi. Khóc nhiều hay khóc ít thì anh nghĩ là nó cũng phụ thuộc vào cái cảm xúc nữa. Nếu mà ngay lúc đó mà mình cảm thấy cái tình huống đó, cái cảm xúc đó nó không đủ, nó không đầy thì chắc là cũng khó. Nhưng mà cái câu chuyện của cái biên kịch thì họ đều xây dựng và họ cài cắm tới cái lúc đó thì mình cảm thấy là nó rất là đủ. Câu hỏi thứ hai thì em xin phép dành cho anh Thái Hòa. Thì
hầu như tất cả các diễn viên mà tham gia Cây táo nở hoa thì cảm thấy là đây là một bộ phim rất là kiểu như rất là khiến cho mọi người rất là mệt, tại vì về tâm lý nhân vật, về quá trình quay rất là dài. Thì không biết thì mất bao lâu để có thể xả được cái vai này, và nếu như một tương lai nào đó đạo diễn và Tạ Thảo có thể mời anh chị, thì không biết là anh chị có dám nhận phim của đạo diễn và Tạ Thảo không ạ? Trong cái giai đoạn quay phim này thì anh stress nặng lắm. Cái kiệt sức ở đây là cái tinh thần á, tại vì cái vai diễn này nó cái bi kịch nó cứ dồn dập á, và nó càng ngày nó càng nặng á. Thứ hai là cái lịch làm việc của phim á, nó căng thẳng lắm, vì thí dụ như là ngày hôm nay tụi anh quay thì ở trên trường quay nhiều khi là mình đã phải chuẩn bị cho những cảnh quay ngày hôm sau rồi, tại vì mình không có thời gian, mình phải làm gói đầu vậy, tại vì để mình nắm được nhân vật khi mình ra thì mình phải làm việc của đó. Rất là may là khi mà những cảnh quay nào mình quay tốt thì cái năng lượng nó trở lại, thì nó làm cho mình hưng phấn trở lại, thì cái đó nó bù qua sớt lại. Đến giờ thì nói là xả vai thì chắc là anh cũng đã xả rồi á, nhưng mà nếu mà nói còn thì nó cũng còn, tại vì chỉ cần mình coi lại một số đoạn nào đó mà ở trên TV hoặc là trên clip lại thấy sự nặng nề đó trở lại của ông Ngọc, nó lại ám trở lại. Nhưng mà thí dụ mà đạo diễn Thạch Thảo kêu một lần nữa mà thậm chí cái vai nặng hơn vậy nữa thì chắc mình cũng bay mình làm thôi. Và Tâm ơi Tâm, sau khi mà lắng nghe những cái lời mà giải đáp những cái câu hỏi của anh Thái Hoa và chị Hồng Ánh xong thì không biết là đến giờ phút này thì Tâm đã có thể khỏa được cái lòng của mình chưa? Đến giờ phút này thì em thực ra em vẫn còn nhiều thắc mắc lắm. Ví dụ như là không biết là khi nào thì cây táo sẽ nở hoa đây. Bạn nghĩ là cây táo có nở hoa không? Thì em nghĩ là chắc chắn sẽ nở hoa và khán giả sẽ yên tâm với điều đó. Khi mà Tun cũng đại diện cho fan nhà táo thôi, mà mình phỏng vấn tất cả các diễn viên đến đạo diễn thì các anh chị đều nói là cây táo của chúng ta chắc chắn sẽ nở hoa, cho nên là bạn cứ yên tâm. Cảm ơn Tâm đã đến với Gõ Cửa Nhà Táo ngày hôm nay nhá. Thì bạn có muốn gửi lời gì tới hai anh chị diễn viên không? Em muốn gửi lời đó là em rất là hâm mộ hai anh chị và em rất là mong là sẽ có những cái dự án mới mà có sự kết hợp của hai anh chị thêm một lần nữa. Nhưng mà em muốn là phim tâm lý bi kịch hay là hài kịch hay là kinh dị? Chắc là em nghĩ là hài kịch đi, tại vì phim này bi kịch quá nhiều rồi. Cảm ơn em. Bye bye. Ok, chào em, cảm ơn em. Như vậy là phần giao lưu với các bạn khán giả vừa rồi đã giúp chúng ta hiểu hơn về hai nhân vật Hạnh và Ngọc. Tiếp theo thì tôi xin mời cả nhà đến với một vài thử thách nho nhỏ ở trong phần mini game này, với sự xuất hiện của một khách mời vô cùng đặc biệt, đó chính là Trịnh Thảo trong vai Phúc. Bây giờ mời Trịnh Thảo có đôi lời chia sẻ trước khi mà bắt đầu tham gia mini game với ba mẹ nhá. Thì ra là ngày hôm nay thì Thảo rất là vui, tại vì ngày hôm trước thì mình được tham gia với ông ngoại nè, với mẹ là team nhà ngoại. Ngày hôm nay thì đúng thật sự là bên nhà mình. Và bây giờ xin mời gia đình đến với trò mini game đầu tiên mang tên là Ai hiểu ai hơn. Và chúng ta sẽ có tổng cộng là hai thử thách được đặt ra. Thử thách thứ nhất đó chính là mẹ và con xem ai là người hiểu ba hơn. Thử thách thứ hai là xem ba và con ai là người hiểu mẹ hơn. Và luật chơi của chúng ta đơn giản như sau, đó chính là mỗi thử thách sẽ có 5 câu hỏi với 3 lựa chọn đáp án. Ở thử thách thứ nhất thì câu hỏi sẽ xoay quanh về anh Ngọc, và mẹ con Hạnh Phúc sẽ trả lời, anh Ngọc sẽ là người xác nhận đáp án đúng. Và ở thử thách thứ hai thì cũng tương tự như vậy, và chị Hạnh sẽ là người xác nhận đáp án đúng. Và khi mà MC đọc xong câu hỏi thì hai người chơi còn lại sẽ cùng giơ tay ra hiệu đáp án mà mình chọn, ví dụ như 1, 2 hay là 3. Ai có nhiều đáp án đúng nhất sẽ là người thắng cuộc, và người thua trong thử thách lần này sẽ bị phạt. Rồi, và bây giờ thì xin mời ba diễn viên chúng ta sẽ cùng đến với thử thách đầu tiên, mẹ và con xem ai là người hiểu ba hơn. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi số 1, khi ăn lẩu bò, Ngọc thích ăn gì nhất? 1, ăn rau. 2, ăn thịt. 3, ăn nước lẩu.
mình, đáp án của mình. À, hay quá, phần hai người chặt lắp. Đáp án đúng là số 2. Chừng nào ổng ung thư, ổng thích ăn rau, còn bình thường là ổng thích ăn thịt. Hai mẹ con không ai được điểm nào cả, đáp án đúng là của anh Thái Hòa, đó chính là ăn thịt. Con ăn thịt rau nhá. À. Bộ. Con lẩu ghét con rau. Câu này nghe quen ha. Với câu hỏi số 2. Vì sao Ngọc đặt tên tiệm sửa xe là Hạnh Phúc? Thứ nhất, vì vợ bảo thế. Hai, vì muốn mang hạnh phúc tới cho vợ con. Ba, vì nhờ có vợ con mà Ngọc mới có được hạnh phúc. Bây giờ xin mời anh Ngọc xác nhận đáp án ạ. Số 3. Mình ơi, số 3 mình. Đáp án số 3 mới là đáp án chính xác. Mình anh sẽ đặt tên tiệm sửa xe là Hạnh Phúc nha. Sao không đặt tên mình mà đặt tên em với con? Thì nhờ có mình với con anh mới có được hạnh phúc. Anh cũng biết nịnh vợ quá ha. Chết rồi, vậy là hai mẹ con mình không ai hiểu ba hết trơn kìa con. Con không hiểu còn chấp nhận được, còn mình không hiểu là rất là đáng để phạt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang câu số 3, xem là hai người có thực sự hiểu được chồng mình và bố của mình hay không. Câu số 3 mà không trả lời đúng nữa thì tôi chịu này. Ngọc từng khuyên em, những người nghèo khổ như anh em mình thì phải biết quý trọng .. của mình chứ. Đó là tài sản duy nhất của em. Từ còn thiếu trong dấu 3 chấm là: 1. Tiền bạc, 2. Thân thể, 3. Gia đình. Cái này là em dặn em thôi chứ không có dặn con, nhưng mà con nghĩ là thân thể. Trời ơi, chúc mừng hai mẹ con chập lắc lần nữa. Ủa? Hôm nay đúng rồi, hai mẹ con cùng đúng thân thể. Đã nghèo phải an phận, không có tiền phải biết quý thân mình. Thân này mà ai mà mua rồi em bán luôn á. Nhưng mà ba câu thì trả lời được có một câu, mỗi người trả lời được có một câu thì cùng thua rồi chứ còn gì nữa. Còn hai câu nữa. Câu hỏi số 4. Ai còn nhớ trong bức ảnh cưới Hạnh Ngọc, Ngọc mặc trang phục gì? Số 1, sơ mi trắng, quần tây nâu. Số 2, sơ mi trắng, quần tây đen. Số 3, sơ mi vàng, quần tây đen. Và đáp án đúng là sơ mi trắng, quần tây nâu là số 1. Đáp án của anh Ngọc là... Thì giờ mình hỏi câu hỏi phụ trong câu hỏi đó nè. Không có bận cái quần đùi ở trong cái tay nâu á, màu gì? Rồi, và bây giờ chúng ta đến câu hỏi quyết định này. Câu hỏi số 5 này. Trong quyển sổ tay của Ngọc, khi bị bệnh, có nhắc đến bao nhiêu người, gồm những ai? Số 1, 6 người: Ngà, Châu, Báu, Dư, Hạnh, Phúc. Số 2, 8 người: vợ con, 4 đứa em, Trinh và mẹ. Số 3, 9 người: vợ con, 4 đứa em, Phước, Trinh, mẹ. Đáp án là... Nào Trinh Thảo cho tay gần vào màn hình để xem số nào. Thấy rồi, Trinh Thảo số 2, mẹ số 3. Đáp án của ba là... Số 1. Nói giỡn chứ mẹ đúng. Kết thúc thử thách số 1 thì chị Anh đạt 3 điểm và Phúc đạt 2 điểm. Và đến với thử thách số 2 để xem là ba và con ai hiểu mẹ hơn. Và mẹ Hạnh chính là người xác nhận đáp án. Câu hỏi số 1. Món trang sức mà chị Hạnh thường hay đeo trong phim, đó là gì? Số 1, nhẫn cưới. Số 2, đôi bông. Số 3, không có. Đáp án đúng của hai bố con là... Rồi, số 3. Rồi, số 3. Ý, bà bắt rồi, trước con đúng không? Bà quên rồi. Ông mà thật ra là mẹ con á, không có đeo trang sức, không có đeo dây chuyền, không có đeo nhẫn, không có đeo bông tai gì hết. Nhưng mà thật ra đúng ra bà có một cái món trang sức, nhưng mà nhìn á, lại không phải là trang sức. Cái túi bao tử. Nhớ gì không? Đúng rồi, đúng ra cái túi bao tử là
đó. Rồi, và hai bố con mỗi người giành một điểm. Sang đến câu hỏi số 2. Hạnh đã nấu món gì trong bữa cơm gia đình sau khi Phúc biết ba Ngọc bị ung thư? Số 1, canh khổ qua. Số 2, canh chua cá lóc. Số 3, canh chua cá bông lau. Đáp án đúng là... Ba chỉ nhớ là canh chua cá thôi à, chứ ba không nhớ còn cá lóc hay cá bông lau. Tôi nghĩ là canh chua cá bông lau á. Con gì mình? Không có nhớ. Và đáp án đúng của câu hỏi số 2 đó chính là canh chua cá lóc. Đáp án số 2. Trời ơi, thơm dữ. Mẹ đi chợ tìm mua cá bông lau nấu canh chua nhưng mà không có. Mẹ mua cá lóc cho con ăn đỡ nha. Câu hỏi số 2, không ai giành được điểm cả. Câu hỏi số 3. Chị làm dâu nhà này, chi cho khổ vậy. Biết vậy hồi xưa em không làm mai cho chị với anh hai đâu. Ai đã nói câu này với Hạnh? Quá dễ rồi. 1. Châu. 2. Ngà. 3. Báu. Đáp án của Báu. Ngà. Chị làm dâu cái nhà này chi mà chị khổ vậy? Biết vậy hồi xưa em không có làm mai gì cho anh hai đâu. Sao đó chú nói là tôi cua anh hai chú mà. Và đến với câu hỏi số 4. Theo lời Hạnh, Hạnh muốn Ngọc phải sống đến bao nhiêu tuổi? 1. 80 tuổi. 2. 90. 3. 100 tuổi. Đáp án của hai bố con là số mấy ạ? Mẹ con không. Tham lắm, 100. Cái Phúc còn chọn nhiều. Con chọn 90. Chú Thái Hòa chọn số mấy ạ? Bao nhiêu tuổi ạ? Không nhớ. Thôi ba chọn 100. Rồi. Đáp án của Phúc là 90. Đáp án của ba Ngọc là 100. Đáp án của mẹ Hạnh là 80. Rồi, 80 tuổi là chính xác. Và câu hỏi số 4, hai ba con không ai giành được điểm nào cả. Anh Ngọc chồng tôi á, khỏe mạnh, không có bệnh hoạn gì hết. Anh còn sống tới 80 tuổi luôn. Câu hỏi số 5. Điều mà Hạnh muốn làm nhất sau khi Ngọc phẫu thuật thành công là gì? 1. Tổ chức tiệc kỷ niệm ngày cưới. 2. Một nhà ba người đi Vũng Tàu chơi. 3. Đại gia đình đi Vũng Tàu chơi. Đáp án của hai bố con là... Con biết không? Bà chọn đáp số 3 đó. Tự vì bà Hạnh này á, khi mà ở cái lúc mà bà đề nghị cái chuyện đó đó, là lúc đó bà đã thông cảm trọng rồi và bà bắt đầu tha thứ cho những đứa em rồi. Vậy mọi người chọn là đáp án số mấy? Con cũng không biết chọn đáp án số nào. Con nghe lời ba chọn số 3 đi. Con có tin ba không? Dạ không. Con chấp nhận thua. Đầu hàng. Kết thúc câu hỏi số 5. Và đáp án đúng của chúng ta đó chính là... Xin mời chị Hồng Ánh ạ. Số 3. Là đại gia đình đi Vũng Tàu chơi. Khi nào anh mổ xong rồi cả nhà mình đi Vũng Tàu liền nha. Có tội ngàn báo dư với vợ chồng Châu nữa nha anh. Đúng á. Anh mà lành á, đại gia đình mình đi biển liền ha. Lý do tại sao lại thế hả chị? Tại vì lúc này là phải nói như vậy để cho ông có cái niềm tin, ông có niềm vui và có sức khỏe, có động lực ông mổ. Thì đúng là ba mẹ hả gắn bó keo sơn với nhau, hai vợ chồng đầu ấp tay gối mấy chục năm thì hiểu nhau đúng rồi. Còn năm mà con, gói gần gói năm. Kết thúc hai phần thi vừa rồi thì người mà không hiểu gia đình mình nhất đó chính là Trịnh Thảo. Và Trịnh Thảo cũng chính là người thua cuộc. Và bây giờ xin mời bố mẹ sẽ đưa ra một hình phạt bất kỳ dành cho con gái của mình. Bây giờ phạt nó gì đi mình? Nói chung là con tặng cho ba cái gì mà ba thích mẹ khen nghe. Ba thích mẹ khen. Ok luôn. Và bây giờ thì xin mời ba diễn viên của chúng ta sẽ đến với một trò mini game tiếp theo mang tên là thở ra hay là nở hoa. Tun sẽ đọc những câu hỏi mang tính lật tẩy những cái tính cách hoặc là thói quen ngộ nghĩnh của các diễn viên trong hậu trường Cây Táo Nở Hoa. Bởi vì đây là một trò chơi là liên quan gần như đến hai từ là
bóc phốt. Cho nên là tất cả chúng ta đều rất ngại để trả lời câu hỏi này. Vì thế mà sau khi Tun đọc xong câu hỏi thì mọi người sẽ dùng động tác nở hoa để chỉ định một ai đó bất kỳ phải trả lời câu hỏi đấy. Được chưa ạ? Câu hỏi đầu tiên: hãy tự bóc phốt một vài tật xấu của bạn trên phim trường. Nở hoa. Anh Thái Hòa là người đầu tiên, xin mời anh. Mình trả lời đi. Em á hả? À, em thuộc thoại của người khác mà thoại của em thì hay quên. Không, cái đó không xấu. Xấu chưa xấu. Cái khổ một cái là em có tật xấu mà em không có biết em có tật xấu rồi giờ sao? Không, con thấy xấu gì không con? Tật xấu con không thấy cái gì hết, chỉ có nãy cái hồi nãy mẹ nói là con thấy đúng nhất là mẹ rất nó hả thuộc thoại của người khác. Mẹ thuộc thoại của quên con thoại sao? Của mình. Mà quên thoại của mẹ là mẹ hay bị lộn. Câu hỏi này em xin đưa ra không đúng rồi, vì nhà này không ai có tật xấu gì hết á. Rồi, câu hỏi số 2. Hãy lật tẩy những thói quen ngộ nghĩnh của các diễn viên trong hậu trường nhà cây táo. Nào ạ. Anh Hòa nha. Các Hòa đúng nhịp. Ba nghĩ là chỉ mẹ là chính xác á, vì mẹ con á là suốt ở trên phim trường nhiều nè. Ba rất là sợ mẹ hai ba. Anh có thể đặt lòng tin cho mình được không mình? Trên khuôn khổ cái gì mà thuần phong mỹ tục của Việt Nam mình có nhận được. Có những cái điều xấu mà xấu đến nỗi mà thành những điều tốt đẹp thì cũng không sao ha. Nhìn anh này mình. Cẩn thận nha mình. Để tâm sự cho mọi người nghe, anh Thái Hòa có một cái thói quen rất là ngộ nghĩnh mà đây là lần đầu tiên Hồng Ánh làm việc với anh mà Hồng Ánh cũng phát hiện ra, là anh dán tất cả những cái tờ nốt lên trên những cái phân đoạn trong cái kịch bản của anh mà đủ màu, 7 màu luôn. Và mỗi ngày nào mà anh quay xong được một phân đoạn, anh tháo cái tờ nốt đó ra, anh vo lại, anh bỏ vô trong một cái hộc của cái ba lô của anh. Và tới gần tới cuối phim là anh hốt ra một đống như thế này đủ màu nè. Và mọi người thấy là những cái ngày đầu thì nó cái chồng kịch bản và những cái tờ nốt màu nó dày lên như thế này, và mỗi ngày nó thưa dần. Và tới ngày gần ngày cuối cùng thì đó là cái giật ra cái miếng đầu tiên thì anh nhảy cẩn là anh mừng như con nít vậy đó. Đây nè, nhớ ba lô này không mình? Đây, dạ. Ba lô này nói đúng luôn là nó có một cái ngăn. Đây là ngăn này nè. Đây là những cái phân đoạn mình quay rồi nè. Đó. Trời ơi. Lắm. Nó đầy cả một cái ngăn này luôn, và cứ một phân đoạn nó là một cái tờ. Đó. Gần tới thời gian cuối mà quay, ngày nào anh đi quay trước thì ba má anh cũng vô anh khoe: mình ơi, hôm nay anh chỉ còn có bao nhiêu đây thôi nè. Đó. Có ai mà chị muốn chia sẻ những cái thói quen ngộ nghĩnh đó không ạ? Với bé Châu á thì lần nào bé Châu lên là cũng có trà sữa hoặc là có đồ ăn. Đó. Còn với Dư với lại Nhà thì hết đứa này hát tới đứa kia sáng tác nhạc, đứa nọ đàn. Đó. Coi như buông ra giữa giờ giải lao là có ban nhạc phục vụ tại chỗ luôn. Bé Châu nó có cái này cũng ngộ nè, là chỉ thích chơi game. Bắn súng. Súng. Là bốn anh em tụi anh đó, là anh nè, Dư, Ngà nè, Dư nè, với lại Châu á, Báo thì không có chơi. Là bốn anh em lòng tim bắn súng tối ngày. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thử thách số 3, cũng là một cái thử thách mà rất là thú vị, mang tên là thử thách nhập vai. Hãy diễn lại loạt phát ngôn khiến ai nấy nghe xong chỉ biết cạn lời của các nhân vật sau. Báo: em chỉ làm được mấy chuyện tào lao thôi. Ngà: em không có làm được mấy chuyện chân tay. Tay em là tay bút măng, không có làm việc nặng được. Bố Lân: thế chừng nào anh mới mua cho tôi con cua khổng lồ, cái càng to như que kem ý. Với chồng cho tôi hàm răng giả đi, chết tôi để lại cho.
nở hoa. Chị Thảo đầu tiên, xin mời chị Thảo. Chắc chắn là thử thách này sẽ là dành cho ba. Đó. Đầu tiên, xin mời anh đến với thử thách của nhân vật báu. Để em thoại cho anh, để anh diễn cái câu đó nha. Tại sao cô từng tuổi này mà cô không chịu đi làm đi? Rồi xong nó mới bảo là em cũng muốn đi làm lắm chứ bộ, nhưng mà tại vì anh hai không cho em đi làm. Ảnh chỉ không cho cô đi làm mấy chuyện tào lao thôi. Thì em chỉ biết làm những chuyện tào lao thôi à. Số 2, Hòa Tân làm nhân vật Ngà. Em nói với anh hai rồi, em không có làm được những chiếc chân tay. Trời ơi, tay em tay đúc măng mà, không có làm việc nặng được. Xuất sắc đi. Thử thách cuối cùng, Hóa Thân làm nhân vật Bố Lân. Tớ đâu có thích tôm nhỉ. Thế chừng nào cậu mới mua được cho tớ con khổng lồ có cái càn bự bằng cái que kem ý. Hay là chồng cho tớ hàm răng giả đi, rồi mai mốt tớ chết tớ để lại cho bà dùng. Và như vậy là chúng ta đã vừa kết thúc xong trò mini game thứ hai mang tên là Thở Ra Để Nở Hoa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thú vị nhất của chương trình Gõ Cửa Nhà Táo, đó chính là chuyện hậu trường, confession. Thì confession ở đây được hiểu là lời thú nhận. Tun sẽ đại diện cho khán giả để đưa ra các cái chủ đề mà khán giả quan tâm nhất trong phim Cây Táo Nở Hoa. Chủ đề liên quan đến ai thì Tun sẽ mời người đó đưa ra một lời thú nhận về bí mật hậu trường. Và qua đây thì khán giả sẽ được lắng nghe những cái điều mà lần đầu tiên các diễn viên chia sẻ. Chủ đề đầu tiên đó chính là gia đình đi biển có vui tới bến. Đầu tiên thì mời anh Thái Hòa hãy bật mí về hậu trường phân đoạn này. Đó là cái bối cảnh mà nguyên một ekip nhà táo rất là nôn nao. Bởi vì sau những ngày cái lịch quay nặng nè, mệt mỏi nè, rồi quay trong những bối cảnh nóng nảy tù túng rồi này nọ mọi thứ nè, thì anh em nguyên gia đình nhà táo luôn là ai cũng nôn nao đi Vũng Tàu em ơi. Bình thường mình đi hoài, nhưng mà ở trong cái giai đoạn đó thì mình thèm lắm, mừng vì mình thấy trời ơi, sắp được hòa mình vào thiên nhiên rồi, sắp được xóa rồi, sắp được quẩy rồi, sắp được tới bến rồi. Cuối cùng là cái gì, ra ngoài đó quay lịch nặng gấp 10 lần Sài Gòn luôn. Trời đất ơi, quay mà hả, từ sáng cho đến tắt nắng. Bé Châu là phỏng nắng, anh hai ơi em bị phỏng rồi, sức thuốc sức... Còn báo thì anh hai ơi em bị nám. Rồi còn anh thì nám sạch, còn anh cũng không sao. Cuối cùng là gì, đứa nào được chạy về Sài Gòn trước đứa đó nhẹ người. Anh là một trong những đứa về Sài Gòn đầu tiên. Còn báo là báo với làng quân, hai đứa hứng hà hứng khởi là lên kế hoạch tùm lum hết giờ. Ở lại quay cho đến lúc mà đoàn phải rút đi hết, báo với dân quân mới được về. Đó là cái cảnh quay ở Vũng Tàu. Nghĩ rất nhiều plan vui vẻ rồi ăn uống được giảm stress rồi không sầm. Rốt cuộc về tới nhà mở đồ ra không ai muốn nói dầu nào nhau chứ. Và đến chủ đề thứ hai đó chính là nóng hơn cả cảnh nóng. Đó là những cái bối cảnh nào của Cây Táo Nở Hoa? Gia đình mình ai muốn chia sẻ trước ạ? Cái bối cảnh nóng đầu tiên á, là trong cũng là trong cái bối cảnh mà mình nghĩ là nó sẽ mát rồi rồi. Đó là phim trường, nó chứ đâu. Phim trường, nghe đến chữ phim trường là nói ồ trong mát. Rồi có toilet, có này nọ, mọi thứ đã đời. Cuối cùng cái phim trường đó nó máy lạnh nó bị hư. Thì có lôi vô đâu được hai cái máy phun lạnh. Mà hai cái máy đó vô mà trong cái phim trường nó bự khổng lồ vậy. Nó cũng giống như là em ngồi đó và anh lại lên thở. Hỏi mát chưa? Nó vậy đó. Cái phim trường là một trong những bối cảnh nóng đầu tiên. Bối cảnh nóng thứ hai đó là cái nhà mà ở cái khu chung cư quận 5 á. Trời đất ơi, cái nhà đó anh nhớ không? Cái cầu thang đó đó, cầu thang ám ảnh đó. Trời ơi, em sợ. Em sợ không thể tưởng mình, nó không hiểu sao nó không có một cái luồng gió nào vô được cái khu đó chứ. Nóng rất là kinh hồn ha. Mà anh với mình có một cái chỗ rất là nóng nữa, mà là vừa nóng mà vừa ngợp luôn. Còn hơn mấy chỗ kia luôn, mình nhớ chỗ nào không? Chỗ nào? Cái bối cảnh mà anh lên anh năn nỉ mình, xong mình quăng mấy viên thuốc ra mình nói tôi trầm cảm đó. À, ở nhà Bố Lân ở trên gác. Cái bối cảnh đó là trên gác. Wow, vừa nóng vừa bị bịt kín là không thở được rồi. Mà lại là thêm gì? Đèn, mình nhớ mình bao nhiêu ký đèn ở trong đó dồn vô. Trời
Trời ơi, rồi con người nữa, không thở được luôn em. Mỗi lần quay xong là phải chạy ra dán cái màn đút đầu ra thở, mà thở mà không được như người bình thường á. Mà đã vậy rồi cái phân đoạn nó phân đoạn khó nữa, phân đoạn nào nó cũng rất là căng. Mà trời ơi, hôn mà hôn ngưng đổi đèn một cái là bay ra, bay ra thích lấy hết để không khí cho nó có hơi á. Quần áo thì đầu tóc ước dẹp mà cũng may là cái giai này hai vợ chồng khắc khổ, chứ mà giàu sang chắc chết phục trang. Em thấy á, ông Ngọc với bà Hạnh nó là khắng khích nhau, thương nhau vậy á, mà quay cắt máy cái là bay ra dành chỗ thở không đó em. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau đến với chủ đề số 3, điều chưa kể về chuỗi ngày quay ở bệnh viện. Xin hỏi anh Ngọc, anh Thái Hòa, ấn tượng của anh về những ngày quay ở với cảnh bệnh viện? Đó là một trong những bối cảnh sung sướng nhất của cuộc đời ông Ngọc. Mặc dù lúc đó ông đau, vì trong cái bệnh viện đó máy lạnh phà phà sắp xẻ, không phải chạy đâu xa hết, ăn uống thì ngon, còn đứa nào mà mệt đó thì là một đống giường để nằm. Trong giai đoạn mà anh quay bối cảnh bệnh viện là anh được lên ký luôn, mặc dù là toàn bộ những phim là hầu như lúc nào anh cũng bị tuột ký hết, nhưng mà bối cảnh bệnh viện là anh lên ký vì ăn được, ngủ được, rồi mọi thứ nó thoải mái lắm. Chỗ này đã quá. Quay cảnh bệnh thì phê. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chủ đề cuối cùng, hạnh phúc nở hoa. Và tôi tin chắc chắn là các bạn fan đang nóng lòng nghe, muốn nghe những cái lời chia sẻ của các diễn viên về cái kết hạnh phúc viên mãn dành cho các thành viên trong gia đình Ngọc, Ngà, Châu, Báu, Dư hạnh phúc. Mỗi người hãy chọn ra một chi tiết ngọt ngào nhất để hé lộ với các khán giả đi nào. À đúng rồi, có một cái con rất là kiểu hy vọng là thôi thì cô Báu thì có chú Quân nè, rồi cô Châu thì có chú Phong, rồi chú Dư thì có cô Trúc, hay là chú Nhà thì có cô Thu, còn ba thì có mẹ, thì ít ra con cũng phải có đúng không mẹ? Con cũng có là lạnh lùng boy, lạnh lùng boy của con. Cái hạnh phúc nào nó cũng có những cái trả giá và những cái mất mát đau thương hết đó. Ở cuối phim mình là mọi người chờ xem nha, lần đầu tiên bà Hạnh bả được diện nhiều đồ đẹp lắm. Wow, được đổi quần áo rồi đấy các bạn ạ. Bí mật là dành cho những ai sẽ theo dõi đến cuối cùng cái đó nữa, qua là bà Hạnh bả sẽ được mặc đồ đẹp ở những cảnh nào. Mấy rồi. Cảnh bận đi tắm biển rồi ha mình, thấy không? Các bạn thân mến, cây táo nở hoa đã đi đến trạng kết rồi. Và đau thương khi mà đi qua thì hạnh phúc sẽ lại nở hoa. Và cái kết của bộ phim chắc chắn là sẽ xứng đáng với từng giọt nước mắt, từng nụ cười của những bạn khán giả đã dành tình cảm và đồng hành cùng bộ phim trong suốt thời gian vừa qua. Nếu cuộc đời toàn những chuyện xấu xa thì tại sao cây táo lại nở hoa? Ôi hai ơi, bây giờ nó ra trái luôn rồi. Và bên cạnh đó thì xin được gửi lời cảm ơn tới diễn viên Thái Hòa, diễn viên Hồng Ánh và diễn viên Trịnh Thảo đã mang đến chương trình Gõ Cửa Nhà Táo những cái câu chuyện hậu trường rất thú vị. Và trước khi mà nói lời chào tạm biệt với các bạn khán giả thì các diễn viên của chúng ta có muốn dành vài lời chia sẻ với các bạn khán giả không, hay là một lời chúc gì đó nhỏ nhỏ thôi cũng được ạ? Chúng ta vẫn còn đang trong cái thời gian là dịch rất là căng thẳng của Sài Gòn, cho nên là không có một cái lời chúc nào mà quý giá lúc này bằng lời chúc thật nhiều sức khỏe và có rất là nhiều cái sự bình an để mà chúng ta cố gắng để vượt qua cái trận đại dịch này nha mọi người. Anh cũng giống như Hồng Ánh vậy đó, anh cũng nói y chang như Hồng Ánh vậy nha mọi người. Muốn gửi lời cảm ơn đến những khán giả đã theo dõi nè, đã ủng hộ bộ phim, vui buồn của bộ phim. Cái sự quan tâm của mọi người nó là cái niềm vui, là cái động lực rất là lớn, và hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cái táo nở hoa. Thì ba mẹ đã chúc hết rồi, cho nên là Trịnh Thảo cũng chỉ mong là mọi người có thật nhiều sức khỏe và giữ tinh thần lạc quan để chúng ta có thể chiến thắng đại dịch. Và một lần nữa thì cũng xin cảm ơn tất cả khán giả đã ủng hộ và đồng hành cùng với gia đình nhà táo từ những tập đầu tiên tới bây giờ. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Và một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn các bạn khán giả đã đồng hành cùng bộ phim Cây Táo Nở Hoa, và mong rằng quý vị sẽ luôn ủng hộ những chương trình, những bộ phim trên ứng dụng VOn và kênh truyền hình VietChannel HTV2. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn nhé. Xin chào. Bye bye. Bye bye.